bộ ba Samsung Galaxy A2019 lộ thông số cấu hình, lưu diện ảnh Xiaomi Mi 9. Samsung được cấp bằng sáng chế TV kim gương thông minh iPhone SE tái xuất với mức giá là 249 USD, là những tin tức có trong điểm tin công nghệ ngày 15 tháng 12 năm 2019. Theo dự kiến thì bộ ba Galaxy A10, A20 và A30 sẽ được tung ra vào quý đầu tiên của năm 2019. Trong khi đó thì A50 sẽ được ra mắt chính thức vào quý 2 năm nay. Mới đây thì trang tin My Smart Price vừa mới bất ngờ chia sẻ toàn bộ thông số kỹ thuật của ba sản phẩm là Galaxy A10, A30 và A50. Theo đó thì Galaxy A50 sẽ được trang bị màn hình AMOLED 6.4 inch với thiết kế là Infinity View với độ phân giải Full HD Plus và tỷ lệ khung hình là 19:5:9. Máy dùng vi xử lý Exynos 9610 kết hợp với 4GB RAM, 64GB bộ nhớ trong hoặc là 6GB RAM và 128GB bộ nhớ trong. Kèm theo đó là viên pin có dung lượng 4000mAh, hỗ trợ sạc nhanh 15. Máy sẽ có camera selfie 25MP, hệ thống camera sau với các cảm biến lần lượt là 25MP khẩu độ f/1.7, 5MP khẩu độ f/2.2 và 8MP khẩu độ f/2.4. Galaxy A30 sẽ giống Galaxy A50 ở màn hình, kích thước cũng như là thời lượng pin, nhưng mà sẽ sử dụng chipset khác có tên là Exynos 7904. Chiếc điện thoại này sẽ có camera kép ở mặt lưng, bao gồm cảm biến chính là 16MP khẩu độ f/1.9 và cảm biến góc siêu rộng 5MP khẩu độ f/2.2. Ở mặt trước thì camera selfie của máy sẽ có độ phân giải là 16MP khẩu độ f/1.9. Galaxy A30 sẽ có hai tùy chọn cấu hình, trong đó bao gồm 3GB RAM, 32GB bộ nhớ trong cùng với 4GB RAM và 64GB bộ nhớ trong. Cuối cùng là Galaxy A10, máy sẽ được trang bị màn hình Infinity V 6.2 inch với độ phân giải là HD Plus. Galaxy A10 sẽ sử dụng chip vi xử lý Exynos 7884B có xung nhịp là 1.8GHz kết hợp cùng với 3GB RAM và 32GB bộ nhớ trong. Viên pin đi kèm máy có dung lượng là 4000mAh nhưng không hỗ trợ sạc nhanh. Đáng tiếc chiếc điện thoại này cũng sẽ không có cảm biến vân tay. Về camera thì Galaxy A10 sở hữu camera selfie 5MP ở mặt trước cùng với camera đơn 13MP ở mặt sau. Mới đây thì những hình ảnh chính thức đầu tiên của Mi 9 đã được chia sẻ trên Weibo của ông Lee Chun, giám đốc điều hành Xiaomi. Bài đăng của ông Lee Chun bao gồm một đoạn video ngắn khoe tấm lưng ống ánh chuyển giữa màu tím, xanh dương và xanh lục tùy thuộc vào cách ánh sáng chiếu vào đó. Hình ảnh trong video cho thấy là Mi 9 sẽ có gam màu xanh da trời sáng bóng cùng với sọc các sắc cầu vồng nằm ở các góc. Thiết kế này được thực hiện nhờ công nghệ laser và phủ thêm hai lớp nano để mà hoàn thiện. Mặt trước của Mi 9 thì không được tiết lộ, tuy nhiên mặt sau cho thấy Mi 9 sẽ có 3 camera và không có máy quét vân tay, nên rất có thể bộ phận này sẽ được sắp xếp khéo léo ở bên trong của màn hình. Có vẻ như là Samsung đã có thêm một ý tưởng độc đáo cho chiếc TV khi mà mới đây công ty đã được cấp bằng sáng chế mới cho thiết kế gọi là Smart Mirror TV. Đồ họa trong tài liệu bằng sáng chế cho thấy một thiết kế phẳng, vuông với các góc tròn và viền mỏng. Khi được bật lên thì nó sẽ hoạt động như mọi cái TV khác, nhưng mà khi tắt đi thì người dùng sẽ có được một chiếc gương vuông rất lớn. Một trong những hình ảnh bằng sáng chế cho thấy thiết bị hiển thị dự báo thời tiết trong khi nó đang được sử dụng làm gương. Mặt sau của thiết bị thì cung cấp không gian cho các kết nối khác nhau, bao gồm cả nguồn điện. Hiện tại thì vẫn chưa biết là Samsung có thực hiện hóa ý tưởng thú vị này trong thời gian tới hay là không. Apple đã ngưng sản xuất iPhone SE vào tháng 9 năm 2018 sau khi mà iPhone XS, XR và XS Max đã ra mắt. Nhưng mà từ giữa tháng 1 năm 2019 thì Apple đã bắt đầu bán trở lại chiếc iPhone này, nhưng những đợt bán thường hết rất là nhanh. Công ty cũng đã có vài lần bổ sung hàng để mà mang đến cho người dùng cơ hội sở hữu được chiếc iPhone 4 inch với giá rẻ hơn. Và với những người dùng chưa mua được iPhone SE thì họ có thể có thêm cơ hội khi mà Apple vừa mới bổ sung sản phẩm này trên website bán hàng tại Mỹ. Người dùng có thể mua iPhone SE vàng 32GB với giá là 249 USD hoặc là iPhone SE xám bạc 128GB với giá là 299 USD. Dường như là iPhone SE đã sắp cạn kiệt thực sự rồi khi mà lần này chỉ có 3 model được cung ứng, trong khi trước đó thì chúng ta sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Và vừa rồi là tất cả những thông tin mà ngày hôm nay Sức Mạnh Số muốn mang lại cho các bạn. Các bạn có những ý kiến gì thì để lại comment cho Sức Mạnh Số biết nha. Còn giờ thì Như Quỳnh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trên những video khác trên Sức Mạnh Số của Báo Dân Trí.